mới các bạn khán giả. Trước khi đón không khí lạnh vào ngày mai thì trong ngày hôm nay, ngày chủ nhật cuối tuần, thời tiết ở miền Bắc và thủ đô Hà Nội sẽ vẫn rất nắng đẹp và dễ chịu. Cảm giác thì có một chút gì đó hanh khô thôi khi mà nhiệt độ có khoảng 27 đến 29 độ C. Chính vì thế tranh thủ quãng thời gian này thì các bạn có thể ra ngoài vui chơi tận hưởng của thời tiết tuyệt vời này nhé. Và xin chúc các bạn sẽ có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin chào.